8 con cắt một lần gì nó về nó ăn bao lâu bao lâu ba con lớn không đủ. Nhà ở xa một chút. Tôi ở Đại Tâm. Rồi, tay trở về Đại Tâm. Bây giờ trở về Đại Tâm. Mười mấy cây số. Khoảng chừng 12 cây. Nuôi 7 con bò sữa đó. Một con tính ra nó ăn một ngày gì nó để một bao á. Một bà. Bao đó đó. Ha, một con á. Rồi mở thêm hai cuộn gươm nữa. Rồi thức ăn là khác nữa. Nếu mà mình lấy sữa đó là 1 ký sữa là phải cho gần ăn gần nửa ký thức ăn. Vậy là mỗi con ăn một bao khoai lang. Một bao dây lan gì đó. Rồi thêm gom nữa. Rồi 7 con là thêm 2 cuộn gom á. Rồi thức ăn mình lấy sữa thì tính ra 1 ký sữa là cho ăn chừng 400 gram thức ăn nữa. Rồi tính một... đầu sữa đó. Mỗi ngày vậy là mình thu được nhiêu sữa? 7 con. 7 con, mấy con kia nó còn tơ. Chưa có thu sữa, mới thu 3 con. 3 con ngày. 3 con một ngày cũng 40 ký. Vì có nếu mà mới lấy liền đó thì sữa nhiều. Bây giờ mình đi gần phân nửa đường rồi. Còn có nhiêu à? 40 ký. 40 ký bán được nhiêu tiền? 40 ký tụi tôi bán cho hợp tác xã thì được 1 kg 11 ngàn. Cắt ngắn quá, chúng ta cũng không chịu à. Cắt bỏ vậy nè. Ăn gom phụ nữa, gom ngày 2 cuộn nữa, cũng cực quá trời nuôi bò.
gì ăn.